60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, các bạn học sinh trên cả nước đã có nhiều phong trào như vẽ tranh về Điện Biên, hát những bài hát về Điện Biên, thi tìm hiểu, thi điểm trường về Điện Biên, tổ chức các buổi sinh hoạt sao, sinh hoạt đội chủ đề chiến sĩ nhỏ Điện Biên. Cũng như các bạn nhỏ trên cả nước, liên đội trường tiểu học Trương Vương đã có rất nhiều các hoạt động chào mừng 60 năm chiến thắng.